Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Một ngày mới của bạn như thế nào? Dịch Covid ở chỗ bạn đã bớt chưa? Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và nhớ mở kênh của mình mỗi ngày để theo dõi video mới nhất của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chữ chạy theo lời nói bằng các cách, giúp video của bạn thêm sinh động và thu hút người xem hơn. Hãy vào CH Play, tải cắp cốt xuống, mở ứng dụng ra và làm theo hướng dẫn của mình nhé. Trước tiên, chúng ta mở ứng dụng CapCut ra. Trong phần dự án mới, các bạn nhấn vào dự án mới và thêm một bức ảnh bất kỳ. Để tí nữa, chúng ta sẽ viết chữ lên. Sau đó, chúng ta vào phần văn bản, T văn bản để chúng ta viết chữ. Mình viết chữ Trần Vũ Hà Vi chẳng hạn. Sau đó chúng ta kích vào phần chữ để nó hiện lên cái thanh công cụ và chọn phần hiệu ứng động. Ở đây có rất nhiều cái phần hiệu ứng như là vào, ra và vòng lặp để chúng ta lựa chọn để viết chữ và chạy theo lời nói. Ở đây nó có cái thanh công cụ kéo trái kéo phải để chúng ta điều chỉnh cái tốc độ của dòng chữ chạy. Bây giờ chúng ta thử chọn cái hiệu ứng này nhé. Đấy, chúng ta điều chỉnh tốc độ nhanh chậm thì nó chạy thử nhé. Sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta nhấn dấu tích ở góc bên phải để hoàn thành. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm chữ chạy theo lời nói bằng các cách. Hy vọng bạn sẽ có được những content chạy chữ lôi cuốn nhờ cách làm này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.